Trong những năm qua, công tác phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số luôn được tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm chú trọng. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao, xuất hiện ngày càng nhiều học sinh người dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Tại buổi lễ, đã có 40 học sinh người dân tộc thiểu số tiêu biểu được tuyên dương, trong đó 18 em thi đỗ vào các trường đại học, 11 em đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, 11 em có thành tích tốt trong các phong trào thể dục thể thao, khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện. Nhân dịp này, 10 học sinh được trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 30 học sinh được trao tặng giấy khen của Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Tại đây, Hội khuyến học tỉnh Bắc Giang cũng đã trao tặng 40 suất quà cho các em.